Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 6, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 7 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 640 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh, cho đến thời điểm hiện nay cơ bản đã khoanh vùng, khống chế ban đầu được ổ dịch. Tuy nhiên, vẫn còn những ca F1 ở các nhánh, chi nhánh của ổ dịch vẫn chưa khai báo hoặc khai báo chậm, nên việc truy vết vẫn còn tiếp diễn. Như ổ dịch tòa nhà Semco, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết liệt phát huy trong 9 ngày tiếp theo để có cơ hội khống chế dịch hoàn toàn. Sau 15 ngày giãn cách xã hội, sẽ đánh giá tổng thể để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện cho khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân. Ngày 1 tháng 6, người này được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 6 tháng 6 có kết quả nghi ngờ. Tiếp tục đi khám tại một bệnh viện thuộc Bộ Công an và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Do Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú có một F1 và 89 F2, nên đã tạm ngưng giao dịch trực tiếp để phục vụ công tác chống dịch. Sáng nay ngày 7 tháng 6, kết quả các trường hợp này âm tính. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân quận vẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo đường bưu điện và các dịch vụ công trực tuyến. Trong ngày đầu tuần ngày 7 tháng 6, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận tại các trạm kiểm soát dịch ở quận Gò Vấp không xảy ra tình trạng ùn ứ kẹt xe như những ngày đầu mới lập trạm. Trong buổi sáng ghi nhận tại trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Nguyễn Kiệm, trạm ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, người dân qua lại cũng có ý thức khi chủ động khai báo y tế qua QR code. Đặc biệt, ở các trạm có gắn trạm phát Wi-Fi để người dân kết nối khai báo y tế điện tử nhanh chóng thuận lợi. Ghi nhận sau 8:30, đồng loạt các trạm ở cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp đóng lại để thực hiện khâu kiểm tra. Tình hình giao thông ở các trạm ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, trạm kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm thông thoáng. Sáng ngày 7 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, ngay sau khi quận Tân Bình ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 đều là người ở trọ sống cùng lầu, ngành y tế đã ngay lập tức đưa 5 trường hợp này đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Theo HCDC, khu nhà trọ trên đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình có 7 tầng lầu. Những người phát hiện mắc COVID-19 đều ở tầng 6. Do đó, những người ở tầng 6 gồm 51 trường hợp đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu A5, A6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 349 người sinh sống ở các tầng còn lại đã có kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, tiếp tục thực hiện cách ly tại khu nhà trọ. Trước đó, khu nhà trọ này đã được phong tỏa từ ngày 27 tháng 5 do phát hiện một nữ hội viên của điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng mắc COVID-19 ở trọ tại tầng 6. Những người sống chung với bệnh nhân này được chuyển cách ly tập trung cũng đã có kết quả dương tính sau đó. Ngày 7 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, ngay sau khi phát hiện một trường hợp mắc COVID-19 cư trú tại chung cư Sài Gòn Metro Park, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng đã lập rào chắn phong tỏa tạm thời chung cư Sài Gòn Metro Park gồm 339 hộ gia đình để thực hiện công tác khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Ca nghi nhiễm này đã được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 6 tháng 6 với mã số bệnh nhân 8747. Bệnh nhân là tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 7098 và đã được chuyển đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung thành phố Thủ Đức, khu vực 3 vào ngày 4 tháng 6. Bệnh nhân 7098 là trường hợp tiếp xúc có liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng. Ngày 7 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ với Nguyễn Hồng Phát, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, Trần Nhật Phương, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, Công an còn tạm giữ Võ Thị Đẹp, sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân, Nông Ngọc Huy, sinh năm 1970, ngụ quận Bình Tân, Huỳnh Văn Tài, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 6, Phát rủ Phương đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả hai vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B để tìm con mồi. Đúng lúc phát hiện một người phụ nữ đi xe máy một mình nên đeo bám. Phương dùng dùi cui điện chích vào người phụ nữ khiến chị này ngã xuống đường. Hai đối tượng vội cướp xe rồi tẩu thoát. Sau đó Phát gọi điện cho Đẹp nhờ bán xe giùm. Đẹp liên hệ bán chiếc xe trên cho Huy với giá 5 triệu đồng. Huy đem bán lại cho Tài với giá 6,2 triệu đồng. Còn Tài bán cho Đinh Tú Toàn, sinh năm 1984, ngụ quận Bình Tân, với giá 7,5 triệu đồng.
Qua trích lục hồ sơ, Phát có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, Huy có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an đề nghị nghi phạm Toàn đang bỏ trốn, sớm ra đầu thú và giao nộp chiếc xe tang vật của vụ cướp để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 7 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ với nhiều đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, 23 giờ ngày 6 tháng 6, hàng chục quái xế trên các xế độ lưu thông từ nhiều tuyến đường vào đường D6, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng lúc này, công an quận 7 cùng đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn tuần tra ở khu vực nên tiến hành vây bắt. Lực lượng đã bắt giữ được 8 quái xế cùng 17 xế độ các loại, đưa về trụ sở để làm việc. Cục diện ở bảng G trở nên hấp dẫn hơn sau hai kết quả bất ngờ ở vòng đấu trước. Thái Lan sẽ sớm bị loại nếu thua trận trước UAE, trong khi đội chủ nhà có nguy cơ lỡ bước tranh đầu bảng nếu không có 3 điểm. Chính tính chất quyết định ở cặp đấu này đang mở ra hy vọng cho đội tuyển Việt Nam khi gặp đội cuối bảng Indonesia. Với 11 điểm hiện tại, nếu thắng Indonesia vào đêm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng. Indonesia đã đưa nhiều cầu thủ trẻ đã tham dự SEA Games 2019 sang UAE đợt này. Tuổi trung bình từ 22 đến 23 tuổi, cùng với sự thoải mái về mặt tâm lý, đã làm cho họ trở nên rất khó chịu mà những sai lầm của Thái Lan đã phải trả giá. Với thực lực như trên của Indonesia, họ sẽ là đối thủ khó chịu, nhưng Việt Nam đủ sức để đánh bại.